Lửa ấm, thấy Minh tính tứ hẹn hò với Ngọc, Thủy uất ức bỏ đi. Quý vị khán thính giả thân mến, trong tập 26 lên sóng tối mai, Minh và Ngọc sau khi hẹn hò rồi đưa nhau về, đang xuống cầu thang. Ngọc không biết do cố tình hay vô tình mà trao đảo ngã vào lòng Minh. Đúng lúc đó Thủy đi ngang qua trông thấy tất cả. Về nhà, Thủy chất vấn, nhưng Minh một mực đổ cho tại Thủy vì có ác cảm với Ngọc mà nghĩ xấu về Ngọc. Minh ra sức bênh Ngọc trước mặt Thủy và đổ lỗi cho vợ, dù trước đó Thủy đã cảnh báo với Minh về sự trở về của Ngọc. Và chơi với Ngọc từ nhỏ nên tính Ngọc như thế nào, Thủy là người biết rõ hơn Minh. Ngọc không phải là người dễ bỏ qua mọi việc. Minh nói với Thủy, Minh không còn quan tâm tới Ngọc. Nhưng ai cũng nhận thấy Minh luôn bối rối mỗi khi thấy Ngọc. Cả hai gặp nhau lại cứ như hẹn hò buổi ban đầu. Mọi chuyện đã diễn ra như vậy, đáng ra Minh phải giữ khoảng cách với Ngọc. Nhưng không, Minh và Ngọc thường xuyên gặp nhau, đã vậy lại còn hẹn hò. Minh tiếp tục giấu vợ và Thủy đã trông thấy tất cả, cảnh Ngọc ngã vào lòng Minh. Minh thì ân cần dìu Ngọc, chả một người vợ nào lại chấp nhận được chuyện đó. Xem đến cảnh này chắc chắn khán giả không còn yêu thương nổi Minh nữa. Nhiều người đoán rằng sóng gió đã bắt đầu nổi lên trong gia đình Minh Thủy. Thủy không bao giờ chấp nhận chuyện này vì thấy chồng bênh tình cũ, đổ lỗi cho mình. Thủy không chịu nổi sẽ dắt con bỏ đi, nhất là sau khi được người thầy của mình khuyên. Và Thủy nghĩ rằng thầy đã dự đoán được gia đình của mình sẽ có những chuyện không hay sắp xảy ra. Lửa ấm đã lên sóng được một nửa quãng đường, những nút thắt của sợi dây tình cảm đang dần được các nhà làm phim tháo gỡ dần. Trong đó câu chuyện chính vẫn là sự liên quan đến gia đình Minh Thủy và người châm ngòi cho thùng thuốc súng của gia đình không ai khác chính là bà Mai, mẹ chồng của Thủy. Là một người bà, người mẹ tốt, chịu thương chịu khó, chăm sóc con cái, không kêu ca phàn nàn điều gì. Đang có cuộc sống yên lành thì bỗng nhiên Ngọc lại trở về, kéo theo bao hoài nghi trào dâng cho con người bà Mai. Niềm tin, bà Mai đã đặt nhầm chỗ. Bà mù quáng không nhận ra được con dâu ngoan ngoãn tử tế và thằng cháu nội đích tôn của bà mà chỉ tin lời tình cũ của con trai. Khán giả xem phim dù có thông cảm cho bà Mai cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể bằng lòng với cách cư xử một cách cực đoan và buồn cười đến vậy. Với cách cư xử đó, bà Mai đã làm khổ con cháu và bà cũng vô tình đẩy hạnh phúc của con mình đến bờ vực của hạnh phúc. Tập 25 vừa khép lại với những diễn biến hết sức kịch tính và bất ngờ. Trong một phân cảnh vừa lên sóng tại nhà của Tiến và Hiền, hai chị em Hiền và Kha đang trò chuyện thì Hoàng gọi điện thoại cho Kha. Hoàng gọi mãi mà Kha không nhấc máy nên Hiền phải nghe máy hộ. Khi Hoàng hỏi Kha bận gì thì Kha nói bận gì thì kệ em rồi tắt máy. Khi đó Hiền nói câu làm khán giả phải bật cười. Này, sắp ế đến nơi rồi đó mà Hoàng nó rất tốt, đừng có cái kiểu anh rất tốt mà em rất tiếc. Khán giả khi xem phân đoạn này không hiểu nổi nàng Kha nhà ta ra làm sao nữa. Yêu thì yêu đi còn bày đặt giận hờn vu vơ. Không khéo Hoàng thay đổi không yêu nữa thì có mà ế là cái chắc. Nhưng điều bất ngờ hơn cả trong tập này là khi Thủy vừa đi làm về đến nhà thì đã vô tình nghe được câu chuyện của bà Mai và Minh. Khi đó bà Mai giọng đầy than thở nói với Minh, phải làm xét nghiệm ADN mẹ cũng nẫu ruột lắm. Mẹ biết làm như vậy là không phải với cái Thủy. Minh nói với mẹ giọng an ủi, vợ con có phản ứng thiệt nhưng không phải là người không hiểu chuyện đâu mẹ. Khi đó bà Mai tiếp, mẹ hỏi thật con nhé, bây giờ đặt tình huống xấu nhất thằng Quang không phải là máu mủ nhà mình thì con định như thế nào? Nghe mẹ nói vậy, Minh ngạc nhiên tột độ rồi nói, kìa mẹ, sao mẹ lại nói vậy? Bà Mai nói tiếp, con ơi, có ai biết được chữ ngờ đâu? Mẹ có linh cảm, cái Ngọc nó vẫn còn tình cảm với con. Cái Thủy không chịu sinh nữa, nhà mình không thể tuyệt tự được. Khán giả khi xem phân đoạn này lại càng trách bà Mai nhiều hơn. Gương lẽ ra càng già càng cay ai dè, bà Mai cũng là một người đàn bà có trách nhiệm và hiểu biết lẽ đúng sai. Vậy mà chỉ vài lời kích bác của một tiểu tam lại gây ra bao nhiêu chuyện sai trái. Có thể nói những chuyện này là điều không thể chấp nhận được trong một gia đình có giáo dục. Nếu là người trẻ tuổi thì còn có thể thông cảm vì sự bồng bột. Đằng này, nuôi cháu bao nhiêu năm mà đến bây giờ, bà Mai lại vì mấy câu nói đó mà làm tổn thương đến rất nhiều người, trong đó có cháu ruột của mình. Thủy đứng ở ngoài nghe được tất cả câu chuyện, đánh rơi luôn cả túi đồ. Mình nghe tiếng động chạy ra, biết vợ mình đã nghe thấy tất cả. Bà Mai lúc này cũng lo lắng là con dâu đã nghe thấy hết câu chuyện của mình và con trai. Còn Thủy vờ như không nghe thấy gì và vội vàng đi, nhưng vừa đi vừa khóc, Mai Anh đã đi theo và đưa chị mình về.
Ở một diễn biến khác, Ngọc cầm kết quả ADN đưa cho Thủy và nói, có kết quả rồi cậu mang về cho bác đi. Thủy nói mà không thèm nhìn Ngọc. Bà như Ngọc mà, Ngọc mang đến đây chỉ để muốn biết điều đó. Cậu biết giữa tôi và anh Long không có gì, sao lại xới lên hiềm nghi cho mẹ chồng tôi? Nghe Thủy nói vậy, Ngọc liền đôi co. Tôi đã nói với Thủy rồi, việc này không liên quan gì đến tôi cả. Đây là do cô của anh Long tác động đến bác Mai. Cậu biết đấy, tất cả những gì cô ấy nói ra đều chắc như đinh đóng cột. Thủy nói tiếp, và Ngọc tin điều đó, hay nói chính xác, Ngọc hy vọng điều đó là sự thật nên mới về đây. Việc ly hôn của Ngọc, đừng nói với tôi là không liên quan gì đến anh Minh. Thực ra khi nghe câu chuyện Thủy nói với Ngọc, thậm chí không có câu chuyện giữa hai người thì một người phụ nữ tính tình thẳng thắn như Thủy sẽ không bao giờ làm những chuyện tày đình trái với luân thường đạo lý như vậy. Khán giả chắc chắn luôn tin rằng Ngọc là người trong sạch và kết quả từ xét nghiệm ADN đã chứng minh cho sự trong sạch đó của Thủy. Khỏi phải nói người vui nhất lúc này không phải là Thủy, là Minh mà đó chính là bà Mai. Bà vồn vã vừa lo con dâu giận mình nhưng cũng rất hạnh phúc vì Quang chính là cháu ruột của mình. Bà đã chăm bẵm nó suốt bao nhiêu năm qua. Giờ đây nếu như kết quả đó không phải là huyết thống thì có lẽ người đau khổ nhất chính là bà Mai. Bây giờ mọi chuyện đã rõ mười. Bà không còn trách cứ gì cô con dâu nữa và bảo Thủy cứ đi vào nghỉ ngơi, tất cả mọi việc bà sẽ lo. Còn Ngọc, khi biết được kết quả xét nghiệm ADN của cậu bé Quang thì Ngọc không còn có cớ để khiến cho bà Mai nghi ngờ Thủy nữa. Nhưng Ngọc đúng là tiểu tam trơ trẽn và cháo trở khi đến tận cơ quan của Minh để tìm gặp, và sau đó chắc là Ngọc đến đây tìm Minh để nhờ vả chuyện gì đó. Và trong tập 26 của bộ phim Lửa Ấm, Ngọc và Minh đã đi cùng nhau để Thủy bắt gặp. Quay trở lại với việc Ngọc đến gặp Minh tại cơ quan của Minh. Khi vừa đến cổng, nhìn thấy Minh, Ngọc đã gọi to, anh Minh! Khi đó, Minh và đồng đội cũng có mặt ở đó liền trêu Minh. Hoàng là người châm ngòi. Sếp tầm ngầm thế mà ghê phết nhỉ? Có người đến tìm sếp kìa. Nào, sếp cho bọn em theo với. Khi đó, Minh không biết làm thế nào đành theo anh em ra cổng đón Ngọc. Tại đó, Minh nhìn Ngọc ngại ngùng không nói nên lời. Đành phải diễn vì sợ anh em đồng đội biết. Có thể Ngọc đã dùng đủ bài để lôi kéo bố về cho con mình. Trước mắt Ngọc, chưa cho Minh biết về con gái của Ngọc và Minh. Nhưng đến khi giở đủ bài không hạ gục được lý trí của Minh, Ngọc đã lôi đứa con ra để mong muốn kéo Minh về phía mình. Cũng có thể con gái Ngọc không phải là con Minh, nhưng với một chuyên gia về ngành huyết học thì việc làm giả kết quả xét nghiệm chỉ là chuyện quá nhỏ đối với Ngọc mà thôi. Biết đâu, chính Minh mới là người nuôi con tu hú cho Ngọc. Bộ phim Lửa Ấm ngoài việc xây dựng nhân vật trong hai ngành phòng cháy chữa cháy và ngành y và về những vất vả khó khăn gian khổ và hy sinh của họ thì nội dung chính vẫn là câu chuyện xoay quanh gia đình nhỏ của họ và những khó khăn họ gặp phải khi xuất hiện một tiểu tam đầy mưu mô xảo quyệt đang âm mưu từng bước chân vào cuộc sống gia đình của họ. Với công việc, họ luôn là những người tận tâm và vô cùng có trách nhiệm. Vậy với những biến cố của tình cảm gia đình, họ sẽ vượt qua như thế nào? Đặc biệt là với những lời nhắc nhở của thầy đối với Thủy, Thủy bắt đầu lo lắng. Chuyện gì sẽ tiếp tục xảy ra với vợ chồng Minh và Thủy? Mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem những tập tiếp theo của bộ phim Lửa Ấm để được biết rõ hơn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký kênh tin tức 24 giờ TV để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và cung cấp những thông tin nổi bật nhất. Quý vị hãy nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.